Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư, ngày 7 tháng 8 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống tăng với tỷ lệ tăng là 0,31%, giao dịch ở mức 2.396,7 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng, giao dịch ở mức 103,25 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 56.800 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 3,900% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng nhẹ đứng ở mức 73,3 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đã quay đầu tăng trở lại. Bên cạnh đó thì đồng Yên Nhật đã giảm giá trở lại trong phiên ngày thứ 3 sau chuỗi phiên tăng giá dữ dội. Đồng đô la Mỹ tăng giá 0,4% so với đồng Yên, đạt 144,74 Yên đổi 1 đô la Mỹ. Và đây là phiên giảm giá đầu tiên của đồng Yên Nhật so với đồng bạc xanh kể từ đầu tháng cho tới nay. Giá vàng đang yếu đi vì đồng đô la Mỹ mạnh lên. Tuy nhiên, môi trường vĩ mô đối với vàng là tương đối tích cực, bởi vậy giá vàng có thể sẽ giằng co trong ngắn hạn. Theo trưởng bộ phận thị trường hàng hóa cơ bản tại BOCI nhận định, ngoài ra, gây áp lực giảm lên thị trường kim loại quý còn có lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm có thời điểm tăng 11 điểm cơ bản, đạt 3,908% trong một năm. Trước đó, trong phiên ngày thứ hai, lợi suất kỳ hạn này đã giảm về vùng 3,8%, thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, triển vọng lãi suất giảm ở Mỹ và rủi ro địa chính trị ở chảo lửa Trung Đông vẫn đang nâng đỡ giá vàng. Phát biểu trong những ngày gần đây, giới chức Fed bác bỏ những nhận định cho rằng báo cáo Việc làm tháng 7 yếu hơn kỳ vọng, đồng nghĩa nền kinh tế đang rơi vào một cuộc suy thoái. Dù vậy, họ cảnh báo rằng việc giảm lãi suất là cần thiết để tránh một kết cục như vậy. Trong khi đó, việc Iran thề sẽ trả đũa Israel và Mỹ về vụ hai thủ lĩnh phiến quân thiệt mạng đã làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc chiến tranh lan rộng ở Trung Đông. Trong khi đó, phiến quân Hezbollah ở Liban đã mở một loạt các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và rocket nhằm vào khu vực miền Bắc của Israel. Vàng là một loại tài sản không mang lãi suất và được coi là một hầm trú ẩn, nên môi trường lãi suất giảm và có nhiều bất ổn về kinh tế chính trị sẽ có lợi cho vàng. Theo nhà phân tích Faqua Zazada của trang Forex.com nhận định, việc nhà đầu tư kỳ vọng Fed giảm hạ lãi suất sẽ hạn chế dư địa giảm của giá vàng, ngay cả khi mà kỳ vọng này không thể đưa giá vàng lập kỷ lục mới. Tuy vậy thì vị chuyên gia này vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ đạt mức 2.500 đô la Mỹ trên một ounce trong ngắn hạn. Với dữ liệu công cụ từ Fed Watch Tool của sàn giao dịch Zimmer cho thấy, khả năng Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đang là 100%. Trong đó, khả năng giảm lãi suất trong tháng 9 với mức giảm là 0,5% đang là 69,5%. Ngoài ra, thị trường cũng đặt cược 100% Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất vào tháng 11 và tháng 12. Đến phiên này, thì giá vàng giao ngay đã giảm 4 phiên liên tiếp, một mặt là do nhà đầu tư chốt lời, mặt khác do áp lực bán vàng để bù lỗ cho danh mục chứng khoán và carry trade đồng yên. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Với mức giá hiện tại, giá vàng trên thị trường thế giới đang tương đương khoảng 73 triệu đồng trên lượng chưa bao gồm thuế và phí. Với đà suy yếu đi của thị trường vàng thế giới đã khiến cho giá vàng nhận bột số 9 được các doanh nghiệp lớn tiếp tục điều chỉnh giảm. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hiện tại đang niêm yết giá vàng nhận bột số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ, mua vào mức 75,8 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,3 triệu đồng trên lượng, giảm 350.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, giảm 150.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Mức giá này duy trì đến đầu giờ chiều nay. Loạt doanh nghiệp vàng bạc đá quý khác cũng báo giảm giá vàng nhẫn trong phiên giao dịch trưa nay. Tập đoàn Doji, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Công ty vàng bạc đá quý Mỹ Hồng mức giảm trong khoảng từ 100 đến 200.000 đồng cho mỗi lượng, kéo giá mặt hàng vàng nhẫn xuống còn 76 triệu đồng trên một lượng mua vào, 77,3 triệu đồng trên một lượng bán ra.
Riêng vàng miếng SJC đã trở lại trạng thái đi ngang phiên thứ hai liên tiếp khi mà các đơn vị kinh doanh như SJC, PNG, Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, công ty vàng bạc đá quý Mỹ Hồng cùng giữ giá mua vào ở mức 77 triệu đồng trên một lượng. Còn với chiều bán ra ở các doanh nghiệp và bốn ngân hàng thương mại quốc doanh bao gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank đều đang giữ giá đứng yên ở mức 79 triệu đồng trên lượng. Giá mua vào và giá bán ra hiện tại đang chênh nhau khoảng 2 triệu đồng cho một lượng. Với mức giá này, giá vàng miếng SJC đang cao hơn vàng nhẫn gần 2 triệu đồng trên lượng và cao hơn vàng thế giới ở một khoảng 6 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin này. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 24.965 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.335 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 15 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.650 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.750 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 50 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều vào và chiều bán. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng mua vào 7.700.000 nghìn, bán ra 7.900.000. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.700.000, bán ra 7.900.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.700.000, bán ra 7.900.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.700.000, bán ra 7.900.000. Phú Quý SJC mua vào 7.710.000, bán ra 7.900.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.710.000, bán ra 7.900.000. Mi Hồng SJC mua vào 7.800.000, bán ra 7.900.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.700.000, bán ra 7.900.000. Ngân hàng Tbanggold mua vào 7.700.000, bán ra 7.900.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì không có thay đổi về giá, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.700.000, bán ra 7.900.000. SJC Huế mua vào 7.700.000, bán ra 7.900.000. SJC Miền Tây, Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.700.000, bán ra 7.900.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.700.000, bán ra 7.900.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.700.000, bán ra 7.900.000. Cuối cùng là giá nhận buộc số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại vẫn duy trì trong xuống giảm khá mạnh và đang được niêm yết như sau. Nhận buộc số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.590.000, bán ra 7.730.000. Nhận buộc số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.590.000, bán ra 7.740.000, giảm 250.000 đồng trên một lượng mua vào, chỉ bán ra giảm 150.000. Hay là giảm 25.000 đồng trên một chỉ chiều mua, 15.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán với hai loại vàng này. Vàng 4 số 9 mua vào 7.580.000, bán ra 7.680.000, giảm 20.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Vàng 24K mua vào 7.404.000, bán ra 7.604.000. Vàng 18K mua vào 5.525,6 nghìn, bán ra 5.775,6 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.242,9 nghìn, bán ra 4.492,9 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.967,9 nghìn, bán ra 3.217,9 nghìn. Nhẫn tròn bộ số 9 Hương Thịnh Vượng Doji mua vào 7.605.000, bán ra 7.725.000. Nhẫn tròn bộ số 9 Phú Quý mua vào 7.595.000, bán ra 7.725.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.